Hello again. Có nói là kịch hài kinh dị thì mọi người nhưng mà hôm nay thì bọn mình thực sự thấy là khán giả hét rất to và cười rất nhiều, thì bọn mình biết là bọn mình đã thành công. Cảm ơn tất cả các bạn đã đến đây cùng tham gia chương trình này với bọn mình. Chương trình sẽ không thể thành công nếu mà thiếu các bạn, và hẹn gặp lại các bạn ở VNLC Show 2012.